Cái điều này là hoàn toàn sai lầm. Uống thuốc cách tốt nhất đơn giản là chúng ta uống thuốc với nước lọc bình thường. Bởi vì một số thuốc nếu mà chúng ta uống với nước ép trái cây hay là uống với sữa, nó làm thay đổi tác dụng của thuốc và nó không hấp thu thuốc. Nó có thể thay đổi là nó làm thay đổi là mất cái tác dụng của thuốc lên tới gọi là 25% đấy, là khá đáng kể phải không nào? Thì ví dụ nếu sữa mà chúng ta uống lại dùng sữa để uống thuốc với một số thuốc như kháng sinh ciprofloxacin, tetracycline chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm cho thuốc nó bị kết tủa. Kết tủa có nghĩa là nó đóng cặn lại giống như đóng vôi ở trong bao tử với ruột chúng ta, coi như chúng ta gọi là tình cho không biếu không, uống xong thì nó đóng vôi trong bụng chúng ta rồi đi cầu ra ngoài hết, đúng là tình.